Hello anh em, tiếp thêm một em nữa nha anh em ơi. 5018, con này xe Thái nha, xe Thái nhập về. À, lúc đầu là về là đủ đồ luôn anh em, cài xe ủi, nhưng mà anh trai này lấy là chỉ máy dàn sới tới thôi, bỏ ủi lại nha. Con này 1747 nha anh em, gắn tạ lại cho khách nè. Bốn cái vỏ, đổi bốn vỏ gai cao nè, vỏ sau là vỏ đổi vỏ dũng lớp gai cao luôn nè. Dàn sới là dàn sới GX183 của Thái chính hãng luôn nè, 93 chứ nha. Đây, dàn sới 193 nha, rất là đẹp luôn. Con này là máy Thái nha anh em, đùi bọng số má đâu còn nghiêm chỉnh hết đây nha. Đây đó, rất là ok nha. Động cơ zin nè, số zin nè anh em, thấy không, động cơ nguyên bản không sơn hết gì hết đó. Con này giao về Phú Yên nha, máy dàn sới hãng GX193, rất là chuẩn nha anh em. Con này anh trai trực tiếp vô lựa luôn nha, lúc lựa là có cái xúc lật chứ, con này có xúc lật chứ không phải có ủi nha. Đó, anh trai lấy dàn sới của Thái GX193, dàn sới đĩa 6 dao, quá đẹp luôn nha. Bốn vỏ đổi gai cao lại cho khách. Con này giao về Phú Yên nha anh em, 5018 xe Thái còn rất là chuẩn luôn. À, anh em thấy không, số má đầu còn nguyên bản y chang chân nè, ốc nhớt đầu nguyên bản không có rửa cho chân nha anh em, không có sơn phết gì hết, để nguyên cho anh trai nha. Cảm ơn anh trai rất nhiều luôn, anh trai này ở Phú Yên nha, vô máy hôm gần cũng 2 ngày rồi, bữa nay mới về. Xe còn cực kỳ chuẩn nha anh em, con này đời cao nữa nha, đời 2020 nữa. Bên em thì còn đầy đủ các dòng nha anh em, xe Thái, xe Việt gì có đủ hết, đời thấp, đời cao gì cũng có hết nha, anh em mình quan tâm cứ liên hệ em. Con này số cực kỳ êm nha, quá êm luôn, 5018 số quá êm luôn nha, dàn sới GX193 nữa, combo này quá chuẩn. Dàn sới này 193 Việt Nam là 65 triệu, còn dàn sới chính của Thái là mắc hơn mười mấy triệu nữa nha. Dàn sới này dàn sới Thái nha anh em, dàn sới này rất có giá trị luôn, 193. Chú khách Phú Yên về là mang phát tài nha. Giao về tận nhà tận nơi luôn nha em. Con này xe còn nguyên bản nghiêm chỉnh, chỉ là bốn cái vỏ lên, bốn vỏ gai cao là hết thôi. Con này nguyên bản là vỏ không lớn, Otani vỏ không lớn, nhưng mà khách về khách đi sới nên khách lên vỏ gai cao lại nha. Đây chú khách này, đây chú khách ở Phú Yên vô hổng gài cũng 2-3 ngày rồi. Thấy này hả, dàn đĩa nha anh em, 6 dao, nó bông quá đẹp luôn nha. Khô nước đều dùng tốt, 193 Thái. Có đo bề ngang vừa không? À giờ cho thêm. Này, ổng xin cái này nè anh em. Bông trục. Cái này gắn theo dàn sới nè, cho đẹp đất á. Anh em miền Tây đều cái này thì quá bình thường, như anh em ở ngoài ngoài chắc chưa có. Gắn ở sau được cái dàn sới anh em, cho nó kéo cho nó đẹp đất xíu. Con này thì số má động cơ rồi còn nghiêm chỉnh cho nên anh em thấy số zin không? À, rất là đẹp nha, xe còn nguyên bản luôn, đời 2020 nữa chứ. Bên em còn rất là nhiều 5018 anh em. Đây, một giải 5018, còn hơn chục xe nha. Đời xe Việt, xe Thái có đủ hết, đời thấp, đời cao gì cũng có hết. Giá tiền thì nằm từ mức 250 cho lên là có một xe nha, chưa tính phụ kiện. À, anh em mình gần xa có nhu cầu quan tâm cứ nhấc máy gọi em nha. Rồi, cảm ơn chú ở Phú Yên.
và ủng hộ. Chú vô trực tiếp cửa hàng xe máy nha. Con này là khách tự lựa tự thử luôn đó, anh em cứ vô đây một như mà nhóc xe cho anh em cứ lựa thử thoải mái, coi con nào mà ok, à, số má đầu im nghiêm chỉnh vừa ý mình vừa túi tiền mình thì chọn nha. Xong rồi đè thợ đem vô nó bảo dưỡng, muốn sơn thì nó sơn, còn muốn giữ gin thì giữ gin. Như con này là khách muốn giữ là cái độ gin, anh em thấy không, chạy 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 nhưng không có sơn luôn nha, để nguyên bản luôn. Rồi anh em mình có quan tâm thì liên hệ với các em nha. Con này em giao về Phú Yên cho khách, máy thì giao về tận nhà nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều, chúc anh em đầu tuần nhiều năng lượng nha anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm.